Xin chào bạn, đây là bộ đôi xe bán tải. Thực ra là so sánh nó hơi khập khiễng, nhưng mà đây là một con chiếc Ford Ranger Raptor, một chiếc là chiếc Ford Ranger XLS và một cái chiếc siêu bán tải, nhưng mà nó đều là màu xanh. Xanh, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Chiếc Raptor này có giá là 1 tỷ 198 triệu. Và cái chiếc XLS này, đây là cái bản số sàn một cầu, có giá là 630 triệu chưa trừ khuyến mại. Để các bạn đón xem, để so sánh để các bạn xem về cái màu xe đó. Các bạn nào mua xe bán tải thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0902 57 666, tôi tên là Bảo Đại để hỗ trợ bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.